cái gòn. Ôi, cái gòn nó bắn vô rồi. Từ từ nha. Cái giấy rồi nè cả nhà. Đúng là nổi như cá vô thiệt nha. Gặp con gái đàn bà gì cũng biết, ai cũng biết ông. Quá rồi. Điệp mến chào cả nhà nha. Chúc quý bà quý vị chú bác anh chị em gần xa ngày mới luôn luôn có sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống nha. Chúc cho các anh em đồng nghiệp đi săn bắt được có thành quả nhiều luôn nha. Phóng xuống nha nhà ơi. Ai da. Rồi, nè lấy nè. Rồi, nữa rồi đó nha, nữa rồi đó. Nữa đó. Đó, mày lấy chút muối nha. Ừ, đây, 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 rồi nó phóng lên trên bờ luôn, ông lên trên đó luôn nha. Ờ, rồi, rồi, đó, lên trên đó luôn đi. Ao. Ừ. Ê, chìm cái lái nữa. Rồi, tiếp tục lại chìm cái lái nữa. Ờ, nước này ra ngoài là giải ngon rồi. Ba ly cầu cà phê giấc sáng với xôi cải cả nhà ơi. Ừ, trời đừng mưa nó mới ngon. Ây da. Đây ly cà phê cho sư phụ. Sư phụ mời khán giả luôn. Rồi, chào cả nhà mình nha. Mời các bạn mình uống cà phê. Rồi đi theo mình lặn chơi. uống cà phê mà lặn chắc cúm luôn à. Rồi vô sư phụ ơi. Vô. Mời cả nhà nha nhà ơi. Cà phê nhưng mà cũng nghe cốp cốp trời, không như bia trời. Mày vừa chạy vừa gây máy rồi ra xong cái đi mày ơi. Rồi. Chậm quá. Đại tử chậm này chứ đâu phải chú hai. Thì tôi nói ông đó. Ừ. Ông thì từ khi là có 5-6 con vợ, 6-7 đứa con, giờ ông xuống cấp dữ lắm rồi, so với 20-30 năm thì trước là ông xuống cấp dữ lắm rồi. Vậy đó. Rồi chú hai gửi là chào khán giả luôn chú hai ơi. Chào cả nhà. Tại chú hai đang quay chèo nghe nha. Mời cả nhà giấc sáng uống cà phê với Điệp với sư phụ nha. Chết luôn. Ừ. Rồi giờ lên đường cả nhà ơi. Rồi trời mưa bão luôn cả nhà ơi. Giờ chạy gốc cây lú lú rồi đó. Chạy chỗ đó kiếm mấy nha. Con nước này sát lắm rồi. Chặn chặn để đứng này. Rồi. Chặn lại. Chú hai chèo xuống đi. Được tóc máy rồi nha. Chèo mũi vô đây nè. Lặn kiếm cá ông mớ cả nhà ơi. Trời mưa gió rồi, khó làm ăn quá. Đây nha, dạ bà Hương cả nhà. Thì ở cuối trà này bắt cá ngô phi. Vô một cái cục phim bự đó. Để em gom hết chưa? Gom rồi. Ôi ôi. Cái rảnh với cá cục phim. Rút ống hơi chú hai ơi. Đó. Lặt. Ôi ôi đã con phụ ơi. Cái rảnh con nào nó gì đâu rồi phụ ơi. Ôi ôi. Mày lo mày chạy đi.
Nhà ơi, vô khúc luôn rồi. Đã quá. Trời mưa nha, mưa lâm râm nha, nên nước nó hay nhiễu lên trên cái màn hình đó. Có mấy con cá này nó nằm ở trong này, cho nó nhìn thấy đẹp một chút xíu nha. Đó. Quá đã không? Quay. Mưa nó về đẻ ha phụ. Ừ. Quá trời ơi, cái dẫn này nha. Cái dẫn con nào nó cành nè nha. Cái lạnh nha nha, kịp cầm cái tay nó không rung nha. Tại vì mưa nó lạnh lắm. Mưa mà ghe ướt hơn nó trần à. Đây, mở hàng này nè cả nhà ơi. Quá đã. Cá bự không né phụ. Cá bự bự nó không ha. Trời ơi, nó lạnh cả nhà ơi, được cầm cái tay nó rung. Xương còn non. Hả? Xương còn non. Xương của đại tử còn non hả? Ừ. Chứ nữa. Dạ, cứng xương này nè. Dạ, cứng xương này. Điệp không thể nào cầm cái máy một tay được á cả nhà. Cầm cái máy một tay nó rung dữ lắm nha. Cầm hai tay luôn nè. Rung hơn Điệp hơn nữa hả? Ơ trời, con cá. Thì sao gờ sao phụ cái này nó bị gì vậy? Nó bị con cá kia cắn. Hả? Nó còn nhỏ nó bị mấy cá kia cắn. À lúc còn nhỏ hả? Ừ. Đó nha. Rồi rồi cầm cái máy nó rung dữ trời sao. Chú hai. Chú hai chú nhìn chú. Bắt không? Sao không bắt? Khổ quá. Bà cậu cho cái gì thì bắt cái nấy đi, chê khen cái gì. Bà cậu bà cho cái gì thì bắt cái nấy đi hả? Ừ. Chê khen rồi bà dặn bà tự ái bà không cho luôn hả? Ừ. Ồ, nước văng dữ vậy ơi. Nước văng ướt màn hình này nghe nha. Đó, nó văng vậy đó. Dữ gì chịu nổi không? Rồi thôi đi tóc máy nha ơi. Quốc con trai một à. Đấy. Giải đi thôi. Giải, tao biết mà, giải được tầm chút dưới này luôn. Từ từ đi. Chậm gà gà, gà đứng rồi. Ở dưới nó có cái nọc, ở dưới nó ngon lắm. Dạ. Xuống luôn hả? Xuống luôn hả? Chậm. Xuống đi, cứ xuống đi. Rồi rồi, phụ ơi. Từ từ chặn lại. Chặn lại. Chặn lại quá trời. Chặn đứng lại. Rồi, điệp bắt máy nha, xuống lặn.
tay cuốn cái đi chú, quá trời nước vô tay. Mà mình ốp được thì phụ ơi, ở dưới lòng sông nó hết chảy rồi. Trời, cá gì đây, nó quẹ gì đâu vậy, thấy có gì đâu nhóc quẹ hả? Lên dạ để đoán đi, nước ở dưới lòng sông nó hết chảy rồi. Ông ngủ ra lặng ấy quá, cái gì cũng có, tao mau lên đâu mà đợi nào mà đi ấy, không có nhiều tao mới không thấy rồi. Chặn lại luôn đẹp ốc máy ở nhà ơi. Có gì đẹp xuống làm lũi vô chứ ơi. Hãy lái sát sát này nè. Sát rồi. Lại cái lái xuống này nè. Chú hãy cái lái ghe xuống này nè. Lại cái dịnh đấy chú ơi. Một tay dịnh, một tay quay đi. Coi cái câu máy. Chưa có mắt đâu, xuống. Từ đi ông dịnh ghe vậy đi. Chưa có mắt không? Chạy này dính là tiền. Cá lên vậy đó. Cá vừa ấy vừa lớn vô cá gô khi bự rồi. Ngoài này nè. Từ từ nha. Cái giấy rồi nè cả nhà. Đây. Từ từ nha. Lụm. Chú hai bước lại trước này quay nha chú hai. Dạ. Đây cá lên lên cái này. Cá này, cá lên. Cá trắng. Cô vô đâu? Cô phi đâu? Ơi, trời ơi, con đẻ đi nó phi trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời lắm à. Trời ơi. Nội ơi ông nội. Cá bự lắm á. Vậy. Cá bự lắm á. Cha ơi là cha. Vậy. Quá tài luôn. Biết kèo ra rồi chạy lên. Kèo ra đi. Con cá này là con cá bự nhất của Điệp nè nha cả nhà. Quá tài. Đây nè. Bự lắm. Sao không, con cá này là con cá rô phi đầu quắn nè, nó nè cả nhà. Con cá rô phi đầu quắn nó của sư phụ nè. Đó. Cá rô mè hả? Trời ơi, bả nói cá rô mè đi luôn rồi cả nhà ơi, chứ không còn cá rô phi đầu quắn nữa rồi. Cá rô
mày hả? Đây trai này được dài dài con. Bây giờ thầy trò điệp chạy ốp cái này nè cả nhà. Sư phụ gãi rồi là điệp sẽ ốp máy liền nha. Đúng rồi. Đặng mà điệp là lội vô trong. Rồi. Điệp ốp máy liền. Rồi hiện tắt máy mày. Nhìn máy chú hay. Rồi. Cái dẫn vậy. Phăng dây lên. Rồi đưa máy coi. Ồ, cá hộp đậu. Bạn mà biết không có. Con biết rồi chạy lên. Nhiều khi làm cho nó nhiều trời ít thì làm cho nó nhiều trời. Lấy lại. Xuống mà lặn là mà biết không có là biết rồi. Con nhanh lên liền. Say chạy. Nguyên tỉnh luôn hiền. Dinh bọc. Giờ mưa lạnh cái nó khô cái vụ nó vô gốc gác ha. Nắng mà lại cá. Ừ, trời nắng giải mới nó nhiều. Nước này là lẻo không? Quá trời cá sơn luôn nghe nha. Đây nè. Đó. Cá sơn đó là năm nay con nước lớn nha. Cái này phụ gãi quyết định một chài rồi. Không, dưới này nè. Lưu lại chút. Dưới này là lưu lại nó mới được. Dạ xong đi. Dưới này chài đi rồi nó tích. Vì là để làm này chứ. Được, vừa thôi lấy lại.
đấy cho mình rồi đó, rồi rồi luôn 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 lại kéo 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 rồi bắt đầu điệp ấp máy giật máy ngay cả nhà, hai thầy trò bắt đầu tiến hành lặn. Cái này là cái điểm trời không cái này nè sư phụ lấy cái cọng cây gì kìa nha, chú đứa tóm cái gì kỳ vậy, điệp cũng mới lặn lặn xuống dưới rồi dữ lắm cả nhà ơi. Thầy trò nãy giờ mới lặn nên điệp lên á. Dữ lắm cá chú hai. Ôi trời nóng lạnh luôn hả? Bởi vì ông đâu cho con đi xuống đâu. Dữ lắm cá rồi cả nhà ơi. Nãy giờ mới vừa chú ụ không cho xuống mà điệp lặn xuống xuống một cái đụng cái dữ nóng lạnh luôn. Nhiều dữ lắm. Giờ chú phụ lấy cái cọng dây tóm ngang cái giềng chị. Rồi họ kéo lên rồi Điệp quay cho cả nhà xem á, cả nhà nhớ để cho Điệp xuống một like nha. Nếu mà là cá nhiều nha. Trời nó mới hé nắng lên rồi đó, hồi nãy giờ trời mưa. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Ê, ơi, con cá ngát. Cá ngát, cá ngát. Chú hai đi tặng đi theo lên. Từ từ. Dữ lắm cả nhà ơi. Từ từ sư phụ ơi. Từ sư phụ ơi. Rồi ra rồi. Trời ơi, không sao sư phụ ơi, kéo không nổi được này phụ ơi. Đó, trời cả nhà. Con cá ngát nghe sư phụ. Trời trời trời. Chú tới dưới đi. Chú hai đi. Chú hai. Khoan khoan, sư phụ, để đi một cái. Đèo đi, đèo xuống dưới này đi. Con dây lên cái. Cái tay dính nước nữa trời. Trời ơi. Đó, trời. Cho nó cái đầu nó quay về hướng kia nghe chú hai. Bởi vì nãy đại tử thấy con cái này nó đâm bự quá. Sư phụ ngồi đằng trước mũi, sư phụ tóc cái vụ chài là được rồi phụ. Tóc cái vụ chài nhẹ nhẹ. Đó 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 con cá ngát bự. Bự dữ lắm sư phụ. Hả? Cho xuống cái chài này bắt được nhiều cho xuống. Sư phụ không không cho Điệp xuống. Cá ngát dữ lắm nha nhà. Lấy cái kèm lại luôn. Ừ từ 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 để cho cái mũi nó vô trong kinh đi. Chà vậy nó mát đâu bằng là tới là trên ấy mà dữ lắm mà. Sư phụ tóc tới con cá ngát nó ra là nhẹ nhẹ ra nha. Cá ngát dữ lắm bị. Ừ, rồi. 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 Đuổi đâu ra đi đi, đuổi đâu đó đi, đuổi vô đó không sao. Rồi lấy trời. Kèm đây. Quá trời cả nhà ơi, trúng rồi cả nhà ơi. Dữ lắm cá. Cá ngát nè. Cá ngát nữa. Quá trời. Tử lặn dưới là tử nghe hì 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 á. Cho ông xuống đó. Là cái đồ mà ông xuống. Sư phụ đâu có cho Điệp xuống nó đâu nó đâu nhà nó non ngủ cái trời xuống rồi cái cũng được. Khoan để Điệp ngắt cái máy đi chỗ khác nha. Thấy thằng nổi lên cái quýnh như chèo lên đi. Tôi biết có cá ngát sao không biết còn xuống độ mày bậy bạ rồi đưa ấy ra đúng cổng rồi sao. Điệp không có cho sư phụ xử lý cái ngạnh xong đi nha nha. Rồi Điệp máy quay rồi xong rồi đó. Điệp ngắt cái máy lên cái. Ừ, cái dảnh con nào đi nó về đẻ nè phụ ơi, tháng mưa nó đó sư phụ. Từ trên dưới luôn. Quá trời luôn, từ trên dưới luôn. Còn cọng kia nữa kìa. Rồi thì chúc cho cả nhà luôn luôn có sức khỏe dồi dào nha nhà nhớ để Điệp xin một like nha. Từ từ đi hả? Từ 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 từ.
để cho phụ vũ xong xuôi đi đẹp chụp tấm hình hình đó nghe nha. Trời ơi. Quá trời luôn rồi. Lấy ông lấy nước ông rửa cho sạch to coi. Đấy, hùng. Nó còn biết bao nhiêu mà nó cái gì? Còn ở trên là biết bao nhiêu mà nó. Cái này cái đống trà dưới chứ không? Ờ cái đống trà dưới. Có vừa vừa chín mấy cái nhánh là còn gỡ liền đó. Không mà bởi vì khi có khi mà bữa nào mình ở trên mà phải là làm cái ấy rồi mới chỉ ăn hết. À trời ơi, cái rảnh mà nói với cả nhà con này thấy gì với cả nhà thấy gì từ 400 gram đổ lên không á cái đó đó cả nhà. Tại vì điệp có căng mấy con kia nè, con này từ giá nửa ký á. Nè. Giờ coi nè. Cái rảnh trên thấy không? Điệp nói con cá nửa ký lô mà trên nửa ký lô cả nhà. Cái này là 600 gram luôn. 600 gram nha. Con này là cái này nè. Đó, thồn không? Quá đã cả nhà ơi. Máy nó có văng nước cả nhà cũng chăm chế nha. Mượn cái áo của chú Hai lau là lau một cái nó nghe nha. Rồi đó. Không cho Điệp xuống nghe nha, không cho Điệp xuống nhưng mà cố tình á Điệp á một hồi bắt đầu á Điệp xuống luôn. Sư phụ không có cho xuống mà, sợ xuống nó động tại vì có cá ngát nó đó nha. Quay mang cái máy ngắt cái chỗ khác không có cho thấy cái này cái vụ này. Đã rồi. Cái chài là bảo đảm trên chục ký. Hả? Thấy không? Điệp nói là trên. Không biết con gai này là tôi bẻ tôi ha. Chà tôi bẻ tôi nhấn gì trì xong hết trơn mới gỡ từ. Video này là video mới nghe nha. Cả nhà xem clip này mới biết nha, ngày trước cũng dính một cái chài giống gì nè, thầy trò cũng rủ dưới đây. Mà cái chài mấy lần trước á là cách đây cũng gần tháng trước á là không có dính con cá, không có dính đâu nhé. Chưa chụp à. Banh ra rồi chụp lấy hình nền rồi nó đâu ạ. Là không có dính cá ngát nha. Mà hôm nay giờ dính con cá ngát rồi đó. Nè. Mấy cái chài trước là không dính cá ngát mà dính cá nhỏ hơn nữa. Cái này là dính cá bự. Lần trước thì hình như là cũng dính không biết có dính cá chép hay không à. Là trước hoa đang đi con lấy từ nó cái cái trời rồi hình quá trời quá đất rồi. Từ banh từ chủ yếu là cái chài ăn tiền quá trời mất rồi tùm lum chân sao mà ra dưới bẻ lỡ ba cái trà bớt cái đi. Cứ từ khán giả còn đang giữ điện thoại với đang xem ảnh nhỏ trên TV để mà xem thành quả cá này. Thôi ôi má ơi, con cá này con cá lấy thôi. Thôi ôi cá trời ơi con cá rảnh này chút xíu đi vậy. Cái con cá rảnh gì đâu mà ông nội mẹ ơi, con cá rảnh nửa ký lô là chắc luôn, nữa về nhà căng cái nghe nha, căng những cái con cá bự cả nhà xem. Hả? Hàng chép luôn. Sao chú Hai lựa lật chép bự cho lên trên á. Bây giờ mấy ông còn qua làm ba cái này mà không biết cách chó vậy chứ. Vậy. Cái này đi còn cái chị lại chuyện nó mất kiểu này rồi làm sao mà ấy được. Đừng có quăng qua nữa, để tôi tính coi. Để tôi tính coi. Ôi trời coi nè. Chơi gì chơi chữ trời. Không không biết gì trơn. Ông anh. Còn cái nhát đã nhà ơi. Rồi ông làm đi. Vậy cho vô. Làm đi ngồi với cái là tỉnh. Đúng biên hết trơn. Nè. Làm sao hết đây. Cái trong này hết rồi. Cứ từ. Từ để đẹp chụp tấm hình cái nhà ơi. Ôi. Lấy nước tạt lên cho nó sạch coi. Nè, mấy cái chài của thầy trò nè. Đây. Nãy giờ chài có một chài, hai chài à. Chịu lắm rồi, chài này là về luôn rồi. Ba ông lặn cho ông xuống, ông phá. Vậy? Là giá là có xuống rồi. Không có gì hết trơn á. Nó kêu coi á, bây giờ xuống gỡ một cái được. Bật máy xuống gỡ một cái nó máy được. Nó ngủ cái chai rồi.
trời ơi, nó nằm ở trong quá trời rồi, thôi chấm cái gì biết đi. Khoan rồi tôi. Còn kịp, còn đang lội xuống sông này cả nhà. Đang lội xuống sông đẩy. Đẩy. Đẩy đi rồi rồi tát sạch cho này ra đi rồi bỏ cho này ra mặt sắt rồi chụp. Vậy 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 vậy. Đâu được. Trời quá đất ơi, trong này quá. Cứ chân này nè. Nó liền cự chân vậy. Trời tôi mừng mấy hay mấy tí. Mấy tí. Rồi như vậy làm sao mà thấy cá được? Rồi, thấy không thấy cho bây giờ nó này. Lội xong rồi để chụp luôn rồi cả nhà. Thấy hùng thiên địa nè. Ừ banh banh vậy đó. Banh có gió thì không banh. Quá trời quá đất. Qua trần nó văng á. Hiền ơi là hiền. Vậy. Nè. Đó. Quá trời. Đây đây. Quá trời luôn rồi. Từ trên xuống dưới luôn nha nha. Rồi thôi giết giết đi. À chưa thầy ơi. Thầy banh mất tiêu chứ rồi. Cái gì? Ừ. Nó đưa trong này nè. Thấy hùng ở trong này nó nằm nè. Quá trời quá đất à. Cười cười một cái coi. Cười cười chú hai. Nó trời ơi, nhìn nè Phú. Nhìn cái. Nhìn đây nè. Nhìn đây nè. Nhìn đây nè, cười nè, cười đang quán chứ trời ơi. Trời ơi. Trời ơi nó ra ngoài hết trơn rồi. Trời ơi. Mày tắt nước sạch đi rồi bỏ cái đó. Điệp bỏ cái ghe mà lội ra đây mà để chụp cái tấm hình đó đó cái. Thì cả nhà cũng chăm chế nha, tại vì lên đó những cái màn ảnh đẹp á nên Điệp lưu giữ lại khi mà các cái gì bảo tàng nữa lưu trữ lại đặng mà thầy cho đồ còn mạnh giỏi đồ còn đi săn bắt được để là kỷ niệm tới kỷ niệm lại nghe nha, còn hơn giỏi trà nữa trời. Dạ. Giỏi trà nữa. Ơi vừa gỡ cá mà vừa kể chuyện nó đi chơi không còn kể nổi. Vậy. Bữa nay không có kể nổi. Ô, trời của đất lo mà bắt đây nè. Trời ơi cha mẹ ơi, cá rảnh thiệt tình mà nói con mẹ ơi, chú hai lụm cá rảnh này vô kìa chú hai ơi, nó nhảy chú hai ơi thật biết luôn rồi, gọn lụm cá trên cả nhà ơi. Đây cá ngát nè, cá ngát kìa vô để ở ngoài nha chú hai, đừng có thảy vô để không có khi ông không biết rồi ông xuống ham cá quá đi gặp cá gai rồi ở chỗ nào trống người ta thấy tôi xuống á, tôi lặn một vòng chài hết trơn rồi tôi dằn hết trơn hết trọi rồi đó tôi đã biết có cá rồi. Rồi bắt đầu tôi mới ấy. Trời ơi trời con này. Thôi có cá tốt trời đi không? Nôn hết trơn tôi nói sư phụ hỏi sư phụ có không? Không. Tôi biết thế nào là sư phụ cũng dụ. Nếu mà nói có là Điệp sẽ nôn nghe, Điệp sẽ xuống nghe nha. Trời chú hai đưa con cá rảnh cho chú hai. Trời ơi trời cá rảnh. Cá thì những cá rảnh gì đâu chú hai để lên cái bàn tay của chú hai coi. Nó bự hơn cái nào. Trời ơi. Rồi sư phụ nói không dễ gì thôi, nó không có ông ở trên đi, ở trên đi tức quá tức cái đầu bật cái quanh cái máy hơi kia liền phóng xuống gà một cái ha, trời ơi nó đều hết trơn từ vụ chạy ở trên mà xuống tới gì cái viền chì luôn, thấy ham quá thấy ham luôn rồi thôi phịch lên lấy cái cọng dây đang đưa sư phụ tóm cái viền chì á cả nhà. Bộ ông ở đi. Dưới hồi tôi kẹp cổ trong có thở luôn nha. Yeah. Chơi gì kỳ vậy. Thầy là thầy trò sống chết đâu có nhau chi ngọt xẻ bùi mà tự nhiên mà cá nhiều đồ cái này kia ngon mà toàn là chơi hưởng với mình nên gờ đụng mình nên không à. Nói không nghe là kẹp cổ dưới luôn. Trời. Để chơi là chịu không nổi. Hôm qua là chụp cái nhánh nó đã nó ấy rồi mà không có chịu gỡ, lo là làm cái giống gì đâu không à, tao phải gỡ cái chỗ nào mà nó bị mắc ở trên tao phải gỡ xuống trước. Là anh biết nó mắc mấy cái nhánh đó. Rồi tôi lặn xuống là bắt đầu tôi thấy chụp mấy cái nhánh đó tôi mới đưa xuống đèn. Rồi tôi đi một vòng là tôi biết là dữ lắm rồi. Lấy cái gì chùi chùi cái máy một cái nhà ơi. Nước. Lấy cái áo. Vòng một cái là lấy cái áo của sư phụ đi. Chùi cái nha, lấy cái áo sư phụ chùi nha, nó hồi dần nước. Cái trà này không phải mà nhiều cá nó bự này thấy không hề. Đây ghê thật chứ. Ừ trời Điệp ơi là Điệp, Điệp ơi là Điệp, dành xuống coi hai con phan bì nha, đừng có phóng đi ra nghe coi hai con cá này coi. Wow đủ trời má ơi, con cá gì vậy kìa đó, giống cái bịch cá mà nó kìa bịch. Cá này là toàn là cá rảnh không nghe nha, cá rảnh mà những cái con mà nó uống gì đây đó là nó chờ tháng mưa về á, nó đẻ lắm. Ông xuống bứt cái chài ghế mà banh nó chơi thì giá thịt xỉn nữa, nó không cho xuống. Vậy hả? Bứt thiệt à? Chơi bứt thiệt à? Thấy cá quá trời quá đất rồi bứt con thí mẹ luôn. Thủ, cho con cá đó nó lên đường. Rồi, để cho dính gà.
Rồi, con cá rảnh. Đâu, ở đâu vậy? Ở trong chài hả? Trời. Nè. Cá rảnh nói chung là con nào cũng trời. Con nào cũng như con nấy cả nhà. Nè. Sao rồi? Nè nha, ở này. Rứt của nó cao rồi, bẻ ngang á, lấy cây kèm bẻ ngang á. Mày mà rứt của nó cách chài tao giờ tao giá chết luôn nè. Đâu rồi con? Ừ, bẻ ngang á. Mày ha bự. Bẻ rồi chưa? Rồi. Ừ, chứ mày nắm mày giật ra dùng cân mày sao chịu nổi. Ê, có con cá chốt nữa nha. Con cá chốt rồi, giục đi. Ở chỗ đó đi, không có đó chết rồi. Hả? Không, 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 thả đi. Sống rồi. Sống đâu rồi xuống luôn coi. Sống. Đâu, rồi chú hai đẩy. Đẩy nó xa xa coi, đó, nó lội á. Đó, lội rồi đó. Ủa. Rồi, ủa đi. Không bước. Không, con này vớt đi. Cái gì? Chết mẹ nó rồi. Không, lội. Sống, đi. Sống. Lội. Sống. Lội. Lội. Rồi, hồi nó gặp nước ấy à. Nhiều quá trời rồi. Nó khổ luôn rồi. Mười mấy ký. Trời này nói chung là thôi, giờ hết biết nói luôn rồi. Để coi chừng có dục vô đây hết á. Để coi chừng hao ở trong này đi, chừng hao ở trong này có khoảng chừng 3 kg cá đi. Chừng hao 3 kg cá đi nữa về mình nhà mình căng cái này đi ra tính nè. Chừng hao rộng đi luôn nó nghe nha. Ừ. Mày giờ phải... mày nói mày về mày sửa cái máy lại phải không? Ừ. Đem về nhà mình phải không? Đem về nhà đi phụ ơi. Cái nó kêu gì lắm kêu người tâm thấy máy để nó về nhà ăn lại. Nè. Trời ơi, con nhớt nhau rồi nè trời. Vậy. Nè, đây là pha chú hai, pha. Thôi đừng có tắm nước. Quên, để lụm cá ăn cái. Trời ơi, quá chết. Quá trời. Có gì mà điều nói cá nó nhiều ông không biết ông tóc nó lộn hết trơn cái chỗ rồi sao mà bắt được nhiều. Đây khoảng chừng 3 kg cá rồi ha sư phụ. Ở trong này nè. Đó nữa về mình căng thử coi. Thôi mất bỏ vô đi. Trời ơi, chốt. Nó có rảnh kìa. Hải hùng thiệt trời. Dính nước rồi. Chùi cá ăn cá nữa chứ hai ơi, mượn cái áo rồi. Quá trời. Trời ơi. Bỏ vô đi. Quá trời. Sư phụ đâu có cho điệp xuống đâu tại vì cá gai á cả nhà, cá ngát á. Nên nó có gai đó. Rồi vậy mà sư phụ sợ điệp xuống là sơ sẩy rồi ham cá quá rồi hốt. Rồi nên bị dính trưởng nó liền. Ba ngày sau còn chổng cái mông đi lên trời á. Còn ghen còn khóc quá kêu má kêu ba luôn á. Sợ dưới rồi lôi ông lên mất công quá. Cá ngát đậm mà khóc còn mấy ngày trời. Hồi đẹp đó đẹp bị lần rồi cả nhà ơi. Tới 1-2 giờ phi em phải ra trạm y tế vô nước biển thuốc đồ chặn ngang nhất chịu không nổi luôn á. Trời ơi quá trời nửa phan luôn rồi nè phụ. Thấy không? Không thấy bên đây mà trời xanh không thấy rõ ràng không? À, nếu mà sớm giờ mình đi vô trong gạch sung là thua rồi. Thua, tao biết. Tao thấy gì không? Đã dự đoán trước rồi. Trời ơi, tao biết quá trời biết. Rồi về bến đi. Rồi về. Tao đâu thấy nắp đây nè. Rồi như vậy là quốc ca này là về đi luôn đi. Thôi về chứ đâu có làm gì nữa. Thôi về. Rồi, coi sóc chèo nghe chú hai dở lên luôn cha, đổ cái ly thảy ly nước đi xong luôn. Còn nếu ông lặn không tôi giải cho ông lặn, giải xích trong cho ông lặn. Lại giải xích ở trong hả? Ờ. Ôi giống này nhức lỗ tai quá. Vậy mà rồi lặn ngoài mà lặn này có thầy có trò chứ lặn mình nên lạnh. Có tai ông luôn, gì mà đòi xuống cho được. Thấy biết nó lạnh, nó kỳ lắm, nó xuống cái giò nó nhột, chứ xương sống là lạnh. Ta đã nói rồi, tao nó không có gì hết trơn á. Không có gì đó mà cái chài này trên 100 kg mà sư phụ nói là không có. Một hai đầu xuống cho bằng được. Cái này là gọi là một chài đó là bảo cá luôn đó cả nhà. Hên. Rồi thôi giờ đi về cả nhà ơi. Về nhà. Trời này mới hé nắng đi lên dắt này phụ phải như rồi sáng mà trời mà đừng có mưa ngon quá. Sáng mưa nha. À đi rảnh con kêu nó làm lại một chút xíu à. Đó đó đây. Vậy mình gửi nữa mình kêu anh Tâm làm luôn đi phụ ơi. Được. Rồi cho ảnh vài cá cho ảnh ăn luôn đi. Nhiều mà, quá trời luôn. Rồi lên đường cả nhà ơi. Được rồi. Rồi cái thao anh Tâm đâu bắt mấy con cá. Thường là cái máy hơi của thầy trò về đem để ở đó nghe nha. Cái ống xanh xanh đó. Rồi. Để cái đầu xuống không cho. Hãy kiểm tra coi nó kêu cho nào mày biết chưa? Thấy rồi.
con đâu chạy ra ngoài. Nè nè, nó gửi cho ông ba thằng Trần nha. Ra ngoài. Ra ngoài gọi là cái quán mấy chạy về người người vậy. Vậy đi, biết cái giờ liền. Bị ở ngoài nước bị ô nhiễm. Hả? Ngon. Ngon. Đó, nhảy, nhảy, nhảy. Ông ba này, ông Thái ca chép rồi. Ông Thái chép. Rồi lên đường. Kèm nè, bỏ đẳng nè. Ừ. Anh Tâm bye bye cả nhà luôn anh Tâm ơi. Lên đường. Thôi luôn đi. Cả nhà thấy không, người phụ nữ chăn dài đi đi đẹp không? Cả nhà thấy không, đi kìa. Trời ơi, những tướng đi thấy ghét không? Đẹp lắm. Không phải đi tướng đi gì gì như vậy nó đâu nghe cả nhà. Đây nè, tại quay sau lưng á cả nhà coi nè. Đầy luôn mà. Nặng không? Bó tay luôn chắc đi. Chắc cái một à. Dạ thôi đầy đi luôn cả nhà. Đầy đầy cái thùng đỏ này này, này luôn nè. Để coi lấy cây cần ra coi chứ nè. Phải bỏ ra cái đường nào mà lên đi căng được. À vậy đó hả? Ừ, đây đây. À phải rồi, để coi căng cái xô này coi nè, chú hai để lên mấy trăm gram hồng hút ở đó. Nửa kg chẳng bon. Để qua đây đi. Hết biết luôn cái dẫn này nè. Cái dẫn này. Ghê thiệt chứ. Nó không hết cả nha. Tại vì cái cây căng này có 12 kg à. Nè, cây căng có 12 kg à. Nên vì vậy mà nó không hết nổi. Đầy cái xô này không biết hết. Nãy là chài chia là mới có chài 1 2 chài mà được 3 kg cá rồi. 3 kg cá rồi, hồi coi cái chài này coi được nhiêu ký. Chứ cho anh Tâm con cá chép đó hơn kg nha. Dưới cái kia nó khoảng như 2 ký mấy đó. Mà tính như 2 ký thôi. Như cho anh Tâm như 2 kg. Không phải là ấy nha, tại vì mình cho mình tính coi được mình chài được thành quả của nó là bao nhiêu á thôi. Vậy chắc cũng chưa đâu để được. Hả? Được ạ. À. Rồi, cho nó đủ 2 luôn đi. Ừ, cho nó đủ 12 kg kg luôn đi. Chị không phải ba ăn vậy lấy bớt trừ xô nửa kg. Mình lấy gần con như là 11 kg rưỡi đi. Rồi á, cái này là gần 12 kg rồi nha, hơn 1 kg rưỡi như mình trừ cái xô đi. Rồi. Rồi chú hai để cái đó xuống dưới ở dưới này đi, khoan hà đổ ra để đắt. Để đắt đi, cái này là 11 kg. Ok. 1 kg cái này bao nhiêu nữa đây? Cái này cũng như là 5 kg rưỡi như trừ cái trừ cái xô cũng còn 5 kg. 16 kg. Vậy là tổng cộng 16 kg là. Là phải đó kìa. 16 kg với cho anh Tâm 2 kg nữa đi. Bao nhiêu? 18. 18 kg, 18 kg là mình trừ 3 kg. 3 kg còn lại cái chài đó 15 kg. 15 kg. Okay. Tổng cộng là 18 kg cái kg xô. 18 kg. Tổng cộng 18 kg mà cái chài đó là 15 kg. Mình trừ 3 kg ở trong cái cái phan của mình đó. Rồi giờ chú hai đổ đi ra gan cá ra chú hai. Đó, rồi đổ gì đây? Rồi căng tính luôn rồi đó. Tổng cộng ở đây 16 kg. 16 kg cho anh Tâm như 2 kg đi. Là còn đó. Ôi. Hết biết rồi. Muốn tìm cần cái dẫn này nè. Đúng. Đúng rồi. Để cái bọt cà để lên. Cái gì thôi, đi lên, tôi cần nói. Sư phụ sợ dơ. Dơ cần. Chơi nửa kg luôn. Chơi nửa kg trời. Thấy không? Điệp nói con cá nửa kg mà chơi nửa kg cả nhà. Cái này là 600 gram luôn. 600 gram đó nha. Thì gái mới chạy xuống cái lỗ rồi khỏi ăn kìa. Thì một cái mắt dài đây nha. Nè đó, cái mắt dài đó nha. Đó là 600 gram. Sư phụ cá ngát này nhỏ hơn phải không? Rồi đâu. Sư phụ để cá ngát này lên có khoảng 900 gram không? 800 gì không? Bao nhiêu chứ hai lấy này? Chờ 800 gram. 800 gram. Ừ, 800. 800 gram. Lớn hơn 100 gram, bò hổm cá bò cá ngát bò hổm cũng có chài chân chân chỗ đó đó. Lại. Con đâu lấy con cá chép đây. Lớn hơn 100 gram, con cá chép này có khoảng ký rưỡi à. Trên hả? Ôi, 1 ký 6, 1 ký 7, 1 ký 7 50. 50. Như tính 1 ký lô 7 đi. Ồ, 1 ký lô 7 rồi. Quá đã. Thật biết không nha. Đó, giờ thấy thành quả về mà cá nhìn thấy ham không? Con này bê. Đó, trời luôn. Quá gì mấy nhà ơi. Nè mùa mưa về là mấy con cá này nó về đó nha.
Rồi, giờ thầy trò chia ra những tấm ngay nha. Tôi phụ ái cá ra rồi chia. Ngày nào cũng vậy cho cả nhà ơi. Về tới nhà điệp lột cái nón ra cho nó mát chứ đi xuống lặn á, đầu ghẻ chóc không. Gặm bánh ta. Rồi thành quả thì cũng được là 18 kg cá cả nhà. 18 kg cá. Thì nói chung mà chài cũng được 3-4 chài trở lại à. Nước thì nó cũng mau lớn đó, rồi ca nước rồi chạy mưa lâm gâm, rồi thầy trò chạy tạch rồi chạy không được, rồi không có quay video này kia gì hết trơn á. Rồi khi mà bớt mưa rồi mới có quay được, thì thành quả cũng được. Số cá này về nhà thầy trò bà chú hai với sư phụ với Điệp cũng chia ra ăn đó, rồi cũng bán vớt vát kiếm tiền xăng lại nó lại. Thì như video của Điệp ở trong thực tế là Điệp đi quay gì là cũng như là để lại một chút kỷ niệm khi mà thầy trò còn sức khỏe, còn lao động được đó, đi săn bắt được. Thì Điệp cũng đồng hành gửi đến cô dì chú bác anh chị em gần xa trên khắp mọi miền đất nước. Có những ngày mà đi làm về công ty xí nghiệp rồi này kia đó, thì đi làm về có thể xem những đoạn clip video của Điệp là xả chết thư giãn đó. Thì cô dì chú bác anh chị em có yêu quý mến Điệp, dưới video bên trái Điệp xin một like, còn dưới video bên phải cho đăng ký kênh, hãy ủng hộ Điệp trong những ngày sắp tới. Điệp chân thành cảm ơn quý ông bà cô dì chú bác anh chị em đã bỏ chút thời gian quý báu để xem clip và ủng hộ kênh. Điệp giờ Điệp bye bye, hẹn cả nhà những clip tiếp theo. Điệp bye bye cô dì chú bác anh chị em gần xa nha. Điệp bye bye nha. Quá im. Ừ, còn cái bọc ở trong cô đệ tử có lấy đi ra rồi hả? Bây giờ chờ chú hai mến gửi lời cài chào nhà đi chào đi cả nhà. Đó. Chú hai hôm nay xách cái thùng bê nặng nha, chịu nha, tới xách thùng bê tới 16 kg mà. 16 kg. Ừ, xách thùng bê 16 kg kia kg rồi. Cho bên này. Ngày hôm mấy bữa trước thì cho ở bên kia. Bên kia giờ cho bên đây. Đó, vậy cho rồi. Cho cá nó bọc nó cũng được cái ký chứ ngoài đó. Thì bữa cho bên còn cho nữa phụ. Thôi. Dạ. Rồi giờ Điệp phụ gửi là chào cả nhà ăn cá cho phụ ơi. Rồi gửi chào cả nhà nha, qua đây đi lặn đã không? Khoái không? Khoái mai mốt đi nữa nha. Sư phụ chơi xấu với đại tử quá. Chơi gì đâu mà chỗ điểm cá mà không cho đại tử đi xuống lặn. Ông đại tử chứ không có còn thằng đại tử, ông lì quá trời, không cho lặn mà cũng lặn. Yeah. Đời ông thấu rồi. Rồi sư phụ cừ nó với cả nhà một cái rồi nè. Rồi được ốp ái nghe nha. Ăn gì bữa đó đi chài. Ai? Thằng Minh Khôi Bê Lóc. Thằng Linh. Anh Linh. Linh. Linh ơi, mày thấy cá gì không Linh ơi? Bữa đó mấy mày mà xuống này mà gặp cá này mấy mày đi không nổi. Đúng rồi, tại vì bữa đó nước không có cá mà mình cũng chẳng đi chài. Là lý do là giao lưu cả nhà. Về chài kiếm mới về nhà Nhâm Nhi với anh em với cặp bờ sông á. Thì Điệp cũng nhận rất là nhiều comment anh em á, chúc cho Điệp nói là cái chỗ phong cảnh có cái nhà cặp bờ sông ngồi Nhâm Nhi nó mát. Rồi nói là sư phụ ga lăng đủ thứ hết trơn á. Nói chung Điệp nhận rất là nhiều comment. Đó, nhưng mà không thể nào nói nó hết Điệp được. Điệp gồm chung á. Điệp chân thành cảm ơn cả nhà đã để lại comment nha. Rồi giờ anh Linh nghe sư phụ nói không? Hả? Chưa có cá lên. Có cá lên. Có cá lên không? Có kẻ nghe. Dạ. Có kẻ nghe. Dạ. Tiếp ta có cá vô mua nè. Sư mẫu. Sư mẫu luôn đó thấy không? Sư mẫu luôn.